Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Và trong cái chủ đề của video ngày hôm nay thì anh em mình sẽ nói chuyện về một sản phẩm của nhà Azzaro và nó có tên là Most Wanted. Đây là một phiên bản flanker với đầu tiên là bản gốc đầu tiên đó là Azzaro Wanted này, sau đó là Wanted by Nine và đến bây giờ là Most Wanted. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ nói chuyện về mùi hương, về độ linh hoạt của nó như thế nào, nó sẽ hợp với dùng mùa nào, bla bla bla. Nói chung là tất cả những cái gì xoay quanh về chai nước hoa Most Wanted này thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình hãy ngồi relax và đón xem video của mình nhá. Ok, let's go. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng nói qua một chút về phiên bản Azzaro Wanted và Wanted by Nine. Nếu như ở phiên bản đầu tiên chai nước hoa Azzaro Wanted với một tông mùi chủ đạo đó là gừng và đậu tonka thì nói chung nó để lại cho mình không có quá nhiều sự ấn tượng, ngoài đấy là một mùi hương ngọt rất là nồng và không có gì là đặc biệt cả. Có nghĩa là nó dạng một dạng chai như kiểu có cũng được và không có cũng được, không có quá nhiều điểm gây ấn tượng. Và sau đó thì nhà Azzaro đã ra phiên bản tiếp theo đó là Wanted by Nine. Và đối với mình đấy là một mùi hương có thể gọi là xuất sắc trong một cái phân khúc giá gọi là bình dân, không đắt và cũng không rẻ. Với một cái tông mùi của thuốc lá, của fruity, trái cây mix cùng với nhau, nó tạo nên một cái tông mùi nói chung là nhẹ nhàng, dễ sử dụng, linh hoạt và có thể sử dụng gần như là 4 mùa với cảm nhận của mình là như thế. Và sau đó thì nhà Azzaro tiếp tục ra phiên bản chai nước hoa này, nó có tên là Most Wanted. Azzaro, the Most Wanted, the new intense fragrance by Azzaro. Vậy thì cái mùi hương của chai nước hoa này nó là như thế nào? Theo như trên list note trên Fragrantica thì ở chai nước hoa này nó sử dụng khá đơn giản của 3 nốt hương, đó là tông mở đầu, mùi hương mở đầu open note của nó đó là bạch đậu khấu cardamom, nốt hương giữa đó là toffee và cuối cùng nó là amber wood. Thì khi mà mình mới xịt chai nước hoa này thì cái mùi hương vị quen thuộc của bạch đậu khấu rất là quen thuộc, một chút gì đấy cay nồng nhẹ. Cardamom thì các anh em có thể gặp được khá là nhiều những chai nước hoa tiêu biểu, ví dụ như là Landy the Loam hoặc là Perfumes de Marly Leighton. Đó, đấy đều là những chai nước hoa mà có sử dụng, có thể gọi là chúng ta có thể cảm nhận khá là rõ rệt cái nốt hương bạch đậu khấu. Thì ở chai nước hoa này cái mùi hương bạch đậu khấu của nó không được dày bằng hai chai nước hoa đó. Cái cảm giác của mình khi mà mới xịt thì nó khá là nhẹ nhàng, nó vẫn có một cái gì đấy nó cay nồng nhưng nó rất là nhẹ nhàng, nó không dày bằng hai chai nước hoa kia. Thì sau đó khoảng tầm 15-20 phút nó sẽ có thêm cái vị ngọt và ngậy, mà ở đây mình nghĩ rằng đó là toffee, kẹo toffee. Đây là một loại kẹo mà làm bằng caramel và bơ đó, cho nên là nó sẽ tạo nên một cái mùi hương thơm, ngọt và ngậy. Và cái nốt hương ngọt ngậy này nó mix cùng với cay nồng của bạch đậu khấu và tạo nên cái mùi hương tiêu biểu cho The Most Wanted. Có thể nói chai nước hoa này là có một kiểu như tuyến tính một mùi, khi mà từ lúc đầu xịt cho đến lúc dry down chúng ta sẽ cái sự cảm nhận biến chuyển mùi nó không quá là lớn đó. Nó chỉ là cái cay nồng của bạch đậu khấu và sau đó là thêm cái nốt ngọt ngậy, nó vẫn mix cùng với cái cay nồng đó và tạo nên Most Wanted, một cái mùi hương dễ ngửi, nịnh mũi. Và mình tin rằng những ai lần đầu tiên ngửi chai nước hoa này thì chúng ta sẽ có một cái thiện cảm rất là lớn đó. Thì đấy là cái cảm nhận của mình về mùi hương của The Most Wanted. Về độ linh hoạt của mùi hương thì mình đánh giá khá cao sản phẩm này. Khi mà anh em nào mà chúng ta có nhu cầu chỉ cần một chai nước hoa sử dụng trong thu đông, trong các dịp, thì Most Wanted mình nghĩ rằng nó sẽ nằm trong cái list đấy. Bởi vì với cái mùi hương này chúng ta có thể đi học, chúng ta có thể đi làm, chúng ta có thể đi cà phê, chúng ta có thể đi hẹn hò, chúng ta có thể sử dụng gần như trong các dịp đó. Bởi vì mùi hương này nó rất là vừa đủ, cái ngọt vừa đủ, cái ngậy vừa đủ,
nó không làm cho chúng ta cảm thấy là quá là đau đầu bởi vì nó quá đồng hoặc là nó quá yếu để chúng ta không thể cảm nhận được, thì nó không đến mức đấy, mà nó sẽ ở mức giữa ở hai cái cường độ mùi đấy. Thì mình cho rằng đây là một chai nước hoa rất là linh hoạt đó. Về độ tuổi thì mình cho rằng chai nước hoa này nó hợp các anh em tầm từ 18 cho đến 26, đó là các anh em tuổi teen và thanh niên. Bởi vì với một cái tông mùi có nghĩa là không quá già và cũng không quá trẻ, thì chúng ta sẽ có thêm một sự lựa chọn khá là thú vị. Ví dụ như bên cạnh là Dior Sauvage hoặc là Versace Eros, đấy là những cái mùi hương mà nó rất là quen thuộc với các anh em thanh niên rồi, thì Most Wanted là chúng ta sẽ có thêm một cái sự lựa chọn. Mình không cho rằng chai nước hoa này phù hợp với các anh em tầm ví dụ như tầm 30, thì mình nghĩ rằng là nó không quá là phù hợp. Tuy nhiên chúng ta có thể dùng. Tuy nhiên thì cái tầm 30 thì chúng ta sẽ thích một cái mùi hương mà nó có một cái gì đấy, nó chiều sâu, một cái gì đấy của người đàn ông đã trưởng thành. Thì ở chai nước hoa này mình không nghĩ rằng là nó sẽ làm cho chúng ta xây dựng được một cái phong cách style như thế. Mà mình nghĩ rằng với cái tông ngọt ngậy đầy tươi trẻ thì nó sẽ chỉ nên phù hợp với các anh em thanh niên mà thôi. Chứ còn thì ví dụ như tầm từ 30 đổ lên thì chúng ta nên cân nhắc. Mùi thì nó không tệ, thế nhưng mà mình không cho rằng là nó phù hợp với các anh em kiểu như đã có tuổi rồi. Thì chúng ta sẽ cần một cái mùi hương nó có chiều sâu hơn. Ở chai nước hoa này thì mình nghĩ rằng là nó hợp với các anh em thanh niên hơn. Đó. Về độ hiệu năng mùi thì mình đánh giá cũng khá là ổn. Trên da của mình nó sẽ bám tầm khoảng từ 7 tiếng đến 8 tiếng. Và độ tỏa hương thì các anh em yên tâm, mà khi mà chúng ta sử dụng thì cái độ ngọt của nó cũng chỉ tỏa trong tầm một cánh tay mà thôi, chứ không phải là nó sẽ tỏa ra tứ tung để cho mọi người sợ rằng là sẽ gây khó chịu cho mọi người. Thì hiệu năng mùi của chai nước hoa này mình đánh giá cũng khá là ổn đó. Tổng kết lại, có cần thiết phải mua chai nước hoa này hay không? Thì đối với mình, cá nhân mình đánh giá đây là một cái sự lựa chọn rất là thú vị trong mùa thu đông, một cái gì đấy nó mới mẻ đó. Thì các anh em nào, đặc biệt là các anh em nào mà kiểu như là chúng ta về kinh tế không có nhiều ấy, mà chúng ta muốn một chai đa dụng và linh hoạt, thì Azzardo Most Wanted cũng là một trong thêm những cái sự lựa chọn bên cạnh những cái phân khúc tầm trung, bên cạnh ví dụ như là Wanted by Night hoặc là Salvatore Ferragamo Uomo Signature. Đấy đều là những chai nước hoa mà trong cái phân khúc tầm giá khoảng 2 triệu đều rất là linh hoạt trong mùa lạnh. Thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm cái sự lựa chọn khác, đó là Azzardo Most Wanted. Thì đấy là cái cảm nhận của mình về mùi hương của chai nước hoa này. Video của mình đến đây là hết. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu mọi người cảm thấy video có giá trị. Và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.